Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé Chúng ta cùng nghe quyển 5 chương 266 Cái chết của Đồng Thích Trấn Buổi tối hôm đó, mấy người và yêu ngô miễn quý bất quý trở về phủ đệ ở thành biện lương vợ mới đặt mông xuống ghế còn chưa kịp ấm chỗ cao điều bách đã tỏ vẻ khẩn trương đi đến trước mặt bọn họ thông báo bên ngoài có hai vị phương sĩ tóc bạc Tôi hỏi thăm mấy vị đã về chưa mọi người có gặp hai người bọn họ hay không ạ à? bởi đó mà đã có hai người tóc bạc tới rồi sao quy bất quy cười khà khà nói <laughs> từ khi nào mà nơi này trở nên náo nhiệt như vậy nhỉ? Mời vào đi. Không cần mời, bọn ta tự vào được. Cùng với tiếng nói, có hai nam nhân tóc bạc, ăn bạc phục sức phương sĩ từ hư không bông dưng xuất hiện trước mặt mọi người. Đúng là hai người Quảng Nghĩa và Quảng Tín của lớp chữ Quảng. Trong tay Quảng Tín còn cầm theo một cái hộp gỗ giống như hộp đựng thức ăn. Không biết bên trong là gì. Gặp được Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Quảng Nghĩa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Mọi người đang nghe nói về chuyện của Đồng Thích Trấn chưa? Đồng Thích Trấn Nhanh như thế đã chuyển đến tai Đại Phương Sư rồi sao? Quý Bất Quỳ cười một tiếng tiếp tục nói Hòa thượng Quảng Hiếu Giao người cho các ngươi Hay là chính hắn Đã tiến vị đồng thí chủ đó Đến miền cực lạc vãng sinh rồi Liên quan gì đến Quảng Hiếu Quảng nghe thoáng gây ra một chút Lại nói tiếp Hôm qua Hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn Đã xử từ đồng thích chấn Quảng Tín Người mở hộp ra Cho bọn họ xem bên trong có gì đi Lâu này Quảng Tín đã đặt cái hộp gỗ Đang cầm trong tay lên bàn của Ngô Miễn Quý Bất Quý Hai người Quy Ngô Và hai con yêu quái cúi đầu nhìn vào Liền thấy đầu của đồng thích chấn Được đặt trong hộp gỗ Nhìn thấy đầu người Hai người hai yêu Cùng đồng thời biến sắc mặt Ông già trực tiếp lấy đầu người ra khỏi hộp gỗ Kiểm tra phần cổ Quả thực có một vết thương sâu hoắm Vẫn chưa lành Vết thương này do chính tay Quy bất quý xử lý Nhưng cho dù đã tận mắt nhìn thấy thủ cấp Của đồng thích chấn Ông già cũng không thể tin được Người có đầu óc còn cao siêu hơn cả mình này Lại cứ thế mà chết như vậy Quy bất quý thu lại vẻ tươi cười trên mặt Hỏi Quảng Nghĩa Tại sao lại là Quảng Nhân Không phải nên là Quảng Hiếu sao Ta biết ngay là chỗ người có chuyện gì đó mà Quảng Nghĩa cười quái gì một tiếng rồi nói tiếp Tại sao nên là Hòa Thượng Quảng Hiếu Kết liễu đồng thích chấn Người nói Người nói chuyện cây đầu này Là thế nào đi đã Không đợi Quảng Nghĩa nói xong Quỷ bất quỷ đã lên tiếng ngắt lời Ông già tiếp tục nói ông già ta hỏi ngươi trước cái đầu này là chuyện thế nào rồi tại sao lại đến tay hai ngươi thế quỷ bất quý hiếm thấy một lần lộ vẻ căng thẳng quảng nghĩa cao mày đang định tranh luận thêm vài câu để ông già nói ra sự thật trước không ngờ quảng tín ở bên cạnh lại lên tiếng vừa rồi hai vị đại phương sư quảng nhân và hòa sơn đã tìm đến ta và quảng nghĩa sư huynh giao cái đầu này cho hai bọn ta nói là đã thực thi sát lệnh Giết chết phản đồ đồng thích chấn Bà bọn ta đưa về báo cáo Với đại phương sư Đó đến đây Quảng Tiến hơi dừng một chút Rồi lại tiếp Chuyện của đồng thích chấn Đã lão loạn suốt bao nhiêu năm Giờ lại đột nhiên chịu chết Trong tay đại phương sư Quảng Nhân Ta và Quảng Nghĩa Sư Huynh Đều thấy khá bất ngờ Muốn hỏi rõ mọi chuyện Từ chỗ hai vị đại phương sư Ai ngờ đại phương sư lại im lặng không nói Chỉ bảo bọn ta mà cây đầu về phục mệnh Với đại phương sư từ phúc Ta và quảng nghĩa sư huynh Càng nghĩ càng cảm thấy trong chuyện này Có gì đó mờ ám Để mới tới đây hỏi thăm các vị Còn ca trạch quảng hiếu này Quyên bất quỳ nghe đến đây Thì lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì Đành phải tỏ vẻ bất đắc dĩ Kể lại đại khái sự việc Cuối cùng nói Lúc đầu mấy người bọn ta Muốn làm biếng một phen Mới nói cho Quảng Hiếu biết về động phủ Nơi đồng thích chấn đang ẩn náu, Vẫn là muốn để hòa thượng này Đưa đồng thích chấn đến gặp đại phương sư của các ngươi Ai mà ngờ Hắn lại đẩy sang cho Quảng Nhân Quảng Nghĩa và Quảng Nhân xưa nay Vẫn luôn bất hòa Bỗng nhiên được một món hời lớn từ vị đại phương sư này Cũng rất nghi ngờ Là Quảng Nhân răng bẫy hãm hại mình Nên mới đến hỏi quy bất quy Không ngờ trong chuyện này Còn có ẩn tình như vậy nhưng bất kể thế nào Thì đây cũng xem như là chuyện lớn Người đứng đầu trong sát lệnh đã bị giết Hai người bọn họ cũng phải lập tức quay về báo tin cho tử phúc Thế là mọi người khách khí thêm vài câu Quảng tín và quảng nghĩa Thúc giục đột pháp ngũ hành Mang theo thủ cấp của đồng tích Trấn Biến mất trước mặt ngô miễn quy bất quy Và hai con yêu quái Sau khi hai đại nhân vật lớp trước quảng rời đi Quý bất quy đầu tiên là Bàn bạc một chút với Ngô Miễn và hai con yêu quái Sau đó nói với Cao Như Bách bảo ta lại phải ra ngoài một chuyến Điều Bách Người phải người đến chùa của Quảng Hiếu Xem con lừa chọc đó Có còn ở trong chùa hay không Ông già ta quay về Còn phải đi tìm hắn tính sổ Trong khi nói Ngô Miễn Quý Bất Quý Và hai con yêu quái Đã từ thi triển độn pháp Ông già vừa nói xong Thì cũng biến mất trước mặt Cao Như Bách cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất sang mặt quản gia cao Điều bách thay đổi rõ rệt ga có chút mất khống chế ngồi phịch xuống cái ghế mà quy bất quy vừa ngồi khoe miệng hơi run lên lẩm bẩm nói sao lại như vậy sao có thể nói chết là chết hắn chết rồi ta phải làm sao một lúc sau ngô miễn quý bất quy và hai con yêu quái xuất hiện trong đồng phủ hoa sơn Vừa liếc mắt một cái Đã nhìn thấy thi thể nam Không đầu Nằm trên giường đá Còn Hồ Dũng thì nằm sấp dưới đất Nói nằm ngửa cung đúng Vì đau quả gã vẫn bị vặn ra sau lưng Lâu này Hồ Đại Sư Huynh Sau khi bị Hòa Sơn đánh bất tỉnh Thì vẫn đang hôn mê Quy bất quy ra tay Tự mình đánh thức Hồ Dũng dậy Sau đó ông già hỏi chuyện Hồ Đại Sư Huynh Vẫn còn đang mơ mơ màng màng Đời này đã xảy ra chuyện gì Sư tôn của ngươi chết trong tay ai Ngươi có nhìn thấy không ừ, Sư tôn của ta Đồng thích chấn đã chết Hồ Dũng nghe thấy thế Thì cũng đại kinh thất sắc Vội vàng nhìn về phía giường đá Quả niên Nhìn thấy một thi thể nam không đầu Lúc này Hồ Dũng mới nhớ ra Mình đang ngất xỉu như thế nào Đã lập tức bỏ dậy Đưa lưng về phía quy bất quy nói Là một phương sĩ tóc bạc Và một phương sĩ tóc đỏ Nhìn răng vẻ thì giống như Hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn Trong truyền thuyết Bọn họ vừa bước vào Thì người tóc đỏ đã đánh ta ngất xỉu lục đó đồng thích chấn còn sống Nhất định là đã chết trong tay Hai người bọn họ Ngoài hai người bọn họ ra Thì còn có ai khác Từng vào đây không Trong khi nói Quỷ bất quỷ đã bước ra khỏi động phủ Đi loanh quanh khu vực vách đá phủ đầy rêu Ông già dường như đã nhìn ra gì đó ra vào một góc ngồi xồm xuống Nhìn mấy dấu chân trên mặt đất Mà gần người ra Hồ Dũng không ngờ Trong khoảng thời gian mình bất tỉnh Lại xảy ra chuyện lớn như vậy Sang mặt trắng bạch vì sợ hãi Sau khi cố gắng bình tĩnh lại Gà mới nói tiếp Không có Ta nhớ rất rõ Chỉ có hai người Một tóc bạc Một tóc đỏ lại đi vào Không có người thứ ba Có người thứ ba chỉ là hắn không vào Hồ Dũng còn chưa nói xong Quỷ bật quỷ đã đột nhiên ngắt lời Lúc này Ngô Miễn và hai con yêu quái Cùng đi ra bên ngoài động phủ Nhìn thêm mấy dấu chân lộn xộn Ở một góc vách đá Không đợi bách vô cầu mở miệng hỏi Ông già đã chủ động cất lời Đồng thích chấn Còn bày một cơ quan ở cửa Chỉ cần có người ở đây Thì đều sẽ để lại dấu chân Cho dù thuật pháp có cao đến mấy Cũng vẫn để lại chỉ có điều dấu chân này Không xuất hiện ngay lập tức Điền thấy không Ở cửa có dấu chân của tổng cộng 3 người Có hai người đi vào trong đồng phủ Người còn lại vẫn luôn trốn ở đây không đi vào Ngoài trừ Quảng Nhân và Hòa Sơn Thì còn có người thứ ba à, Ông già Vậy thì có thể lý giải được rồi Lúc này Bạch vào cầu dông như Đã nhìn ra sơ hở vô tay đánh bộ một cái tiếp tục nói với quý bất quý. Người chết căn bản không phải họ đồng mà là thế thân. Quảng Nhân và Hòa Sơn đã lấy đầu thế thân rồi. Cháu trai, cha người vừa mới nói là người thứ ba không vào trong, vẫn luôn trốn ở cửa. Nhóc nhầm tam nghe vậy, không nhìn được ngắt lời tên thô lỗ. Thằng nhóc dừng một lát rồi nói tiếp. Người còn không vào, sao có thể làm kẻ chết thay mà chết ở trong đó được Là bất tử Người nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ đồng thích chấn Lại chết dễ dàng như vậy sao Quỷ bất quy trầm mặc một lát Rồi chậm rãi nói với nhóc nhậm tam Hiện tại xem ra Hắn chính xác là đã chết rồi Quảng nhân Đây không phải tác phòng làm việc của ngươi Trở lại động phủ Quỷ bất quy hỏi Hồ Dũng Sau khi bọn họ rời đi có điều gì bất thường xảy ra với Đồng Thích Trấn không? Hồ Đại Sư Huynh trực tiếp lắc đầu nói Hắn ngay cả chờ mình Cũng không chờ được Chỉ là thi thoảng Lại nhắc hỏi bao giờ mới bị quay về Không mang được cấm thuật về Đồng Thích Trấn thì đã chết Tiếp tục ở lại đây Cũng chẳng có ích gì Ngồi miễn vào quy bất quy Liền dân theo hai con yêu quái muốn rời đi Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị thi triển độn pháp ngũ hành Hồ Dung đột nhiên quỳ xuống trước mặt quy bất quy Nói với ông già Lão thần tiên à Lão nhân ra ngài đã từng hứa sẽ giúp ta Nắn lại cái cổ mà Chuyện ngài muốn ta làm Ta đều đã làm rồi Ngài không thể mặc kệ ta như vậy được Nghe Hồ Dung khóc lóc đáng thương Quy bất quy cười khà khà một tiếng Quay đầu nhìn bách vô cầu Nói với hắn ha, 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 Con trai ngốc à Việc này vẫn nên để ngươi làm đi Ngươi bỏ thêm chút sức Lại vả cho gã một cái Lúc này Bạch vô cầu đã thúc giục yêu pháp được một nửa Nghe thấy lời quy bất quy nói Tiền thủ lốt tỏ vẻ không mấy tình nguyện Mà thu hồi yêu pháp Sau đó nói với ông già Ông già là đành để mặt cha nhé Ông đây thay cha và cho gã một cái Họ hồ kia Ngươi đứng ra đây Là được ông đây lại cho ngươi một vả vặn đầu trở về Tuyệt đối đừng có lộn xộn Lại đánh vẹo cổ Thì đừng có mà trách ông đây đấy Trong khi bách vô cầu nói Ngô miễn quý bất quý và nhóc nhầm tam Đều không đợi hắn Hai người một yêu Đã thi triển đột pháp quay trở về biện lương trước Chỉ để một mình tên thô lỗ Ở lại với Hồ Dũng Bạch vô cầu vừa nói Vừa kéo Hồ Dũng đã có chút hối hận Đến trước người mình Bảo hắn quay lưng lại với mình sau đó giơ bàn tay to bè Điếc quạt hương bổ Tát vào má trái của hồ đại sư Huynh Bốp một tiếng bàn tay chắt chúa vang lên Đầu của hồ Dũng Bị đánh quay nửa vòng Người ấy quay qua cho ông đây xem nào Cái tát vừa rồi dùng lực hơi yếu Cổ của người ấy nhìn kiểu gì Cũng vẫn hơi vẹo Người ấy cố chịu thêm một chút nhé Bốp một tiếng Ê sao lần này Lại thấy đầu vẹo sang bên kia nhỉ Làm lại nha bố một tiếng nữa lực vẫn yếu bố phát nữa lần này mạnh hơn rồi sao miệng người vẫn lệch thế kia làm lại Bạch vô cầu và liên tiếp bảy tám cái mỗi lần đều dùng lực không chuẩn đầu của hồ dũng không nghiêng sang trái thì cũng lệch sang phải không một cái tát nào có thể trực tiếp chỉnh thẳng đầu cho hồ đại sư huynh cuối cùng hồ dũng mặt sưng như đầu heo hét lên một tiếng ôm đầu chạy ra ngoài Ơi, ừ, được rồi, được rồi. Lần này được rồi. Không cần đánh nữa. Đây chính là người nói đây nha. Về sau không hài lòng. Cũng đừng quay lại làm phiền ông đây. Bạch vô cầu nói xong. Cô bắt đầu thi triển đồn pháp của yêu quái. Ở trước mặt hồ dũng. Bên mất tâm mất tích. Sau khi thấy con yêu quái đã hoàn toàn biến mất. Hồ đại sư huynh mới thở vào nhẹ nhõm. Lập tức sờ lên đầu và cổ thăm dò. Hình như ừ, vẫn còn hơi lệch đường gã bị bách vô cầu đánh cho khốn khổ Thật sự không muốn tiếp tục Bị tên to con này và thêm nữa Hơn nữa Hồ Dũng còn loang thoáng cảm thấy Tên thổ lỗ này Cố tình làm vậy Nhưng bất kể thế nào Thì cái cổ của mình cuối cùng Cũng đã thẳng thớm lại Hồ Dũng liền vui vẻ đi xuống núi. Ngày lúc gã đi ra khỏi vách đá Được khoảng trăm trường Trường mặt đột nhiên hoa lên Một bóng người mặc đồ đen Từ trong bóng tối bước ra Nói với Hồ Đại Sư Huynh Người định đi đâu vậy Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người này Trái tim Hồ Dũng lập tức thắt lại Gà vội vàng giải thích Người yên tâm Ta không nói chuyện đó với đám người ngô miễn quý bất quy Một chữ cũng không Ta biết Nếu người nhắc đến ta Thì bây giờ hai người bọn họ Đã đi gây sự với ta rồi Khuôn mặt của bóng người bao phủ Một màn xương đen Hồ Dũng hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo chân thật ngay khi ga định nói vài câu khách sáo Rồi đi qua bóng người Tiếp tục xuống núi Trở thành canh tay người nọ Đột nhiên giơ lên Sau đó Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn Ánh kiếm lé lên Đầu của Hồ Dũng Tức khắc lia khỏi cổ Nhìn thi thể Hồ Dũng ngã xuống Người mặc đồ đen khẽ thở dài Sau đó xoay người Thi triển đồn pháp biến mất khỏi rừng rậm Cùng lúc đó Bạch vô cầu đã trở về phủ đệ Ở thành biện lương Hắn vừa về đến nơi Đã làm ẩm lên với ngô miễn quý bất quý Tên họ đồng đã chết rồi Vậy cấm thuật của hắn ở đâu Chúng ta tốn bao nhiêu công sức như vậy Không thể không có được thứ gì ngon ăn chứ hả Thứ đó sớm muộn gì Câu xe lại xuất thế Đến lúc đó Chỉ cần biết cấm thuật cuối cùng rơi vào tay ai Vậy thì người đó chính là kẻ Đã đổ sát cả đạo quán Quy bất quy nói một câu Hơi dừng một lát Rồi lại lầm bẩm Điều còn đồng thích chấn Nói chết là chết Điều này có chút nằm ngoài dự đoán của ông giả ta Trong này hẳn là Còn có chuyện gì khác Nhưng tại sao lại không nghĩ ra được nhỉ Chờ xem từ phúc Nói như thế nào đi Ngồi bên rốt cuộc cùng lên tiếng nói một câu Dừng một chút Y tiếp tục nói Hai người quảng nghĩa quảng tín Đưa đầu người đến chỗ từ phúc Kiểu gì ông ta cũng sẽ nói đôi câu nếu thật sự có vấn đề gì Thì không không thể giấu được ông ta Cứ để xem Quy bất quy nở nụ cười kỳ quái Đang định nói tiếp Thì Cao Như Bách đã đi tới Nói với ông già Ta đã đến chùa Phúc Duyên một chuyến Theo lời lão nhân ra ngài sai bảo Quảng hiệu đại sư không có trong chùa Hòa thượng tiếp khách của chùa Nó là trong vòng 10 năm tới Hắn sẽ không trở lại kẻ con cá chạch đầu chọc này không cả kế hoạch của ông già ta Lại thất bại trong tay Quảng Hiếu ngươi Nghe tin trong khoảng thời gian này Quảng Hiếu sẽ không trở lại Quyên bất quỳ nhổ tuệt một ngụm nước miếng Sau đó tiếp tục nói với cao quản gia Đã làm phiền ngươi Quay về nghỉ ngơi sớm đi Mấy hôm nữa Có lẽ trong nhà sẽ có đại hỷ Để lúc đó Ngươi sẽ rất bận rộn đấy Quyên bất quỳ đã nói xong Mà cao như bách không hề có ý định rời đi ga do dự một lúc rồi quỳ xuống trước mặt ông già nói: Ta có một việc muốn lão nhân ra ngài tác thành cho. Trong một động phủ ở sườn núi Hoa Sơn, quỳ bất quỳ dông đưa đã đoán được cao đưa bách muốn nói gì. Ông già tiếp tục nói trước: Ông già ta đã triệt tiêu trận pháp, người đi vào sẽ không gặp chướng ngại gì. Thi thể ở ngay trên giường đá, nhưng thiếu mất cái đầu. Người gây cách lấy cái gì thế vào đi cao Điều bách trầm tư một lúc rồi lại hành lễ với quy bất quy sau đó quay người chuẩn bị rời khỏi phủ để nhìn cao Điều bách sắp sửa rời đi quy bất quy đột nhiên hỏi một câu còn quay lại không cao Điều bách quay lại nhìn quy bất quy sau đó nói ta vân là quản gia trong phủ của ngài còn trông cậy lão nhân ra ngài giúp ta luyện hóa thuốc trường sinh bất lão sao có thể một đi không trở lại Đi sớm về sớm nha Quỷ bất quỷ phất tay với quản gia của mình nói Nếu về muộn Có lẽ ông già ta sẽ tìm một quản gia khác Để lúc đó Xem thử người chịu thiệt sẽ là ai Trong khi quỷ bất quy nói cao như bách đã hành lễ với ông già Sau đó gian một con khoai mã ra khỏi phủ Phi nước đại về phía hoa sơn Lý Quảng Toàn đâu Người tên đây Cao Điều Bách phải đi xa một chuyến trong mấy ngày gã không có ở đây Người thầy gã làm quản gia nhé Thầy thế nào à, Lão nhân gia ngài Muốn ta làm gì cứ trực tiếp sai bảo là được Lý Quảng Toàn lon ton Chạy một mạch đến bên cạnh quy bất quy Tươi cười nói tiếp Lão nhân gia ngài lúc nào tiện Thì đừng quên nghe ngóng về chuyện Của lão tổ tông tôn vô bệnh Của tiền tông bọn ta nhé Yên tâm đi Không đến mấy ngày nữa Là các người có thể gặp mặt rồi Quý bất quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục hỏi chuyện Lý Quang Toàn. Đông rồi, mấy ngày bọn ta vắng mặt, có tin tức gì về đồng kỳ siêu không? Cái tên vọng ân bội nghĩa này, không phải đã sợ vỡ mặt rồi đây chứ? Lý Quang Toàn cười nói, ngài đúng là liệu việc như thần. Sáng hôm qua, ta ra ngoài thành một chuyến, lại phát hiện ra mấy cái sắc nhiệt toàn thân đen như mực không pha tạp bất kỳ màu sắc nào khác, cũng giống như lần trước đều chỉ còn thiếu một chút nữa thôi qua đó ta dám cam đoan là đồng kỳ siêu vẫn còn ở trong kinh thành quyết bất quy cười khà khà nói <laughs> hắn có còn ở đây hay không cũng chẳng sao ông già ta đột nhiên nhớ ra một chuyện có liên quan đến hắn nên nhân tiện hỏi mấy câu vừa đó đến đây ông già chợt nhớ ra điều gì đó liên tiếp tục nói với lý quảng toàn Người còn phải đến triệu vương phủ một chuyến Làm chút việc giúp ông già ta Sáng sớm hôm sau quan gia thân tín Lý Quảng Toàn Ở phù đề của Ngô Miễn Quý Bất Quý Tìm đến triệu vương phủ Hẳn nên đưa lễ vật ông già tặng cho triệu nguyên hảo Một gậy ngọc như ý nạm vàng Do tiệm vàng của hiệu buôn tứ thủy chế tác Tiền thể mang theo một bức thư Do chính Quý Bất Quý viết Trong thư Quyền bật quỷ trao đổi về ngày cưới hỏi của Ngô Miễn và Hòa Thọ trưởng công chúa. Lẽ ra, ông già phải đích thân đến một chuyến. Tuy nhiên cả hai vừa mới đi xa trở về. Còn có việc phải làm, nên chỉ có thể bàn bạc việc này với triệu vương thiên tuế qua thư tử. Ngày mùng 6 tháng 3 sau là ngày lành. Liệu có thể làm ngày đại hôn của Ngô Miễn và trưởng công chúa được không? Trưởng Nguyên Hào cứ tưởng khi mấy người bọn họ trở về, Ngô Mễ sẽ thành thân với con gái mình ngay Từ trong thâm tâm Triệu Vương không quá hài lòng Với người con rể tóc bạc này Hắn hy vọng Triệu Văn Quân có thể gả cho một người bình thường Hạ mình gả thấp cũng được Điều vậy thì với tư cách trường công chúa Này sẽ không bị nhà chồng khinh rẻ ức hiếp Không ngờ cuối cùng Lại phải gả cho một nhân vật Chẳng khác nào thần tiên như Ngô Miễn Đi cái mặt tên công tử bột đó ngứa hết cả mắt nếu được thật sự ở với nhau Không biết sẽ làm khổ con gái bảo bối của mình như thế nào Cô bài trong thư quy bất quý Cho 100 ngày chuẩn bị Y nhân mình có thể chiều chuộng con bé thêm một thời gian Chiều Quyên Hảo đọc xong thư liền thường cho Lý Quảng Toàn một lượng vàng Đuổi hắn về bẩm báo lại với quy bất quý Nói là mình đã đồng ý ngày cưới Nhưng hồ sự là do Hoàng đế bệ hạ ngự ban Ngày cưới phải trình lên Hoàng đế quyết định ra khỏi triệu vương phủ Lê Quảng Toàn đang chuẩn bị lên xe hồi phủ thì chợt nhìn thấy một cỗ xe ngựa chạy tới dừng lại trước cổng vương phủ một người trẻ tuổi khoảng 18-19 từ trên xe bước xuống đưa danh thiếp cho người gác cổng của triệu vương phủ nói tại hạ Nam Sơn Phó Khương cầu kiến triệu vương thiên tuế phụng vương chỉ của thiên tuế tới bàn bạc chuyện tu sửa vương trang thanh niên tên Phó Khương này là nam Mà lại mang nữ tướng Trong vẻ tuân tú Còn có chút nữ tính nhu mì Lê Quang Toàn không khỏi Nhìn thêm mấy lượt Nếu hắn không mở miệng nói rõ thân phận của mình Mới nhìn qua còn tưởng Là nam sùng Được nuôi trong nhà vương công quý tộc nào đó Lê Quang Toàn vốn có thiên hướng Thích nam nhân Để đến có chút ngây ngẩn Thay nên nữ tính phó khương Cảm nhận được con người đang nhìn trộm mình Lập tức quay đầu lại mỉm cười với Lý Quảng Toàn Suy nợ đã khiến Lý Quảng Toàn Mềm chân ngồi bịch xuống đất Trên đời này Còn con nam nhân đẹp hơn cả nữ nhân như vậy sao Thế quản gia vương phủ Đã dân theo phó khương vào trong Lý Quảng Toàn lúc này Mới coi như hoàng hồn liền nhanh chóng trở về phủ để bao cho quý bất quý câu trả lời của triệu vương Phía hoàng đế thì dễ nói chuyện thôi Hơn ba tháng nữa cho chúng ta sẽ phải bận rộn một phen đấy Quyên bất quy cười tùm tìm nhìn ngô miễn ngồi đối diện Nằm nhân tóc bạc hiếm thấy một lần không trở mặt với ông già chỉ vờ như không nghe thấy gì vẫn không ngừng lật xem minh nhân chí trên tay bách vô cầu vẫn đọc nhầm tam ngược lại tỏ ra vô cùng phấn khích hai con yêu quái ngơi một câu ta một câu bắt đầu mơ mộng sau khi níu nhi gà tới đây Không cảnh sinh hoạt của đại gia đình bọn họ sẽ như thế nào Bạch vô cầu phải sửa đổi thói xấu Không có việc gì Là lại cởi chân trùng trục Đi qua đi lại trong phủ đệ Ngọc nhầm tam cũng không thể rảnh rỗi Là lại đến ký viện chơi bời Hòa thọ trưởng công chúa người ta Ra mặt mỏng Đừng để dọa đến tiểu cô nương bật Quỷ bất quỳ cũng bắt đầu Giao việc cho Lý Quảng Toàn Tòa phủ đệ này Cũng cần phải tu sửa một chút phòng ngủ của ngô miễn không thể đặt gần bên cạnh mấy người bọn họ nữa mà chuyển đến bên cạnh hồ ông già còn phải đích thân chuẩn bị mấy trận pháp bảo vệ xung quanh đầu lúc này người gác cổng tới cửa trung đường với tay gọi lý quảng toàn ra ngoài vào lúc sau Lý quản ra sắc mặt hơi đỏ lên quay lại nói với ngô miễn quy bất quy ở à bên ngoài có một người tự xưng là nam sơn phó khương nói muốn cầu kiến lão nhân ra ngài và Ngô Miễn Tiên Sinh Hắn muốn kết thân với hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy Muốn hai vị làm người giới thiệu Quảng toàn Chuyện như vậy người cũng phải làm phiền ông giả ta sao Nghe thấy lời Lý Quảng Toàn nói Quỷ bất quỷ bất đắc dĩ bật cười Nói tiếp Người không đã thấy Cam Điều Bách làm việc như thế nào rồi đấy Gã đã bao giờ Dẫn tiểu thương vào đây chưa Người dùng thuận tay đi mất rồi Quảng Toàn ngươi Người đỏ mặt cái gì Nói đừng đợt chừng quy bất quy trần nhận ra Thái độ cử chỉ của Lý Quảng Toàn Đứng trước mặt mình Dần trở nên thiếu tự nhiên Giờ như có chuyện gì đó còn đang giấu giếm hơn nữa sắc mặt hắn Cô ngày càng đỏ lên Trong lòng ông già nghi hoặc Rốt cuộc là ai Mà có thể khiến Lý quản gia ngợ ngùng xoắn suýt như vậy chứ Thế là ông già sửa lời Nói với Lý Quảng Toàn Đưa vào đây đi để ông giả ta xem thử đó là người như thế nào Một lúc sau Lý Quảng Toàn dẫn vị Nam Sơn Phó Khương kia Vào trung đường Vô gì lúc này Đã không còn chuyện của quản gia như hắn nữa Nhưng Lý quản gia Vẫn đứng ý trong trung đường Không chịu rời đi Cười tít mắt mà nhìn Phó Khương Trông giống nữ nhân kia như thấy tướng mạo vị Nam Sơn Phó Khương này Quỷ bất quỷ mới hiểu tại sao Lý Quảng Toàn lại như vậy trong lòng ông già lập tức dâng lên cảm giác ghê tởm lý quảng toàn này làm quản gia đến đây thôi đạt nữa phải đuổi hắn đi mới được đeo để chuyển ra ngoài chuyển một người như vậy làm quản gia cho mình còn không biết lời đồn sẽ đi đến tận đâu nữa quảng toàn người đừng có gây ra đó nữa do cho phó tiên sinh một tách trà nóng đi quê bất quỳ vẫn giữ dáng vẻ tươi cười Cười khà khà một tiếng Rồi nói với Phó Khương Nghe Quảng Toàn nói Phó Tiền Sinh muốn gặp hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên muốn ông giả ta Làm người trung gian giới thiệu Đúng vậy không nhỉ Phó Khương trước tiên hành lễ Với hai người ngô miễn và quy bất quy Xong mới mở miệng nói Đúng vậy Phó Mộ kinh doanh một cửa hàng nhỏ Tên là Nam Sơn Đường Muốn nhập ít hàng hóa từ Ba Tư và Đại Thục Nhưng phó Mộ... Không có cửa ngõ Chỉ có thể nhập hàng từ hiệu buôn tứ thủy Phò mộ muốn thương lượng chuyện buôn bán Với hai vị chủ nhân Chỉ là ngưỡng cửa của hiệu buôn tứ thủy Thật sự quá cao Để tìm đến nói chuyện mấy lần Vẫn không có cách nào gặp được hai vị chủ nhân kia Lúc này mới nhớ ra Mấy vị tiên trưởng có giao tình Với hiệu buôn tứ thủy Chuyện buôn bán Thì ông già ta không hiểu Việc này phải hỏi xem ý của hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên thế nào Chứ không phải cứ ông giả ta nói là được Quỷ bất quy, cười tùm tìm nói vài câu Lại quay sang nói với Lý Quảng Toàn Vừa vào cửa dân trả Quảng Toàn Người thay ông giả ta Tiên vị phó tiên sinh này Nhờ ghi lại địa chỉ Khi nào có tin tức từ hiệu buôn tứ thủy Thì đến báo cho phó tiên sinh Chờ đã Ông đây có chuyện muốn hỏi ngươi Lúc này Bạch vô cầu cao mày đi tới hắn đi quanh pho khương một vòng rồi nói tiếp ông đây nhìn mãi mà vẫn không nhìn ra cái tên mặt trắng nhà ngươi rốt cuộc là nam hay nữ ông đây vừa đánh cược với nhậm lão tam ông đây nói ngươi có cần tăng dân số nhưng nhậm lão tam lại nói ngươi là nữ cải trang nam ngươi cải quần ra cho ông đây xem thử đi lời nói của bách phô cầu khiến pho khương sợ hết hồn Sang mặt lập tức đỏ bừng như tấm vải đỏ Phò Khương theo phản xạ Có điều kiện nắm chặt dây lưng quần của mình Nó với Bách Vô Cầu huynh Đại nói đùa rồi Phò Khương cũng là một nam đi Thân cao bảy thước Sao có thể là một tiểu nữ nhân được Cho đùa này hơi quá rồi Nếu người có cái cần Thì sợ cái chó gì Ướn á ướn ẻo Không khác gì đàn bà <laughs> Trong khi nói Bách Vô Cầu thế mà lại thò tay muốn cởi quần phó Khương Người này còn đang chưa biết làm sao Thì Lý Quang Toàn ở một bên Đã lớn giọng mang tên thô lỗ Dừng lại Trường mặt bao nhiêu người Bạch vô cầu người làm vậy còn ra thể thống gì Còn không Còn chưa nói dứt câu Đã bị tên thô lỗ trở tay Tạt cho bất tỉnh Bạch vô cầu đang định tiếp tục cưỡng ép cởi quần phó Khương Quyền bất quỷ cuối cùng cũng lên tiếng Còn trai ngốc Người thổ lỗ đòi lột quần áo của phó tiên sinh như thế Nếu mày thật sự là phụ nữ Truyền ra ngoài Thì trên người sẽ bị điều tiếng không hay đấy Nghe thấy quy bất quy nói vậy Bách vô cầu vội vàng thu tay Trong lòng hắn nhận định phó khương này Là một nam nhân eo lạ như đàn bà Nhưng nhớ đâu Thật sự nhìn sai Hắn thật sự là đàn bà Sự việc truyền ra ngoài Thì mình sẽ biến thành bách vô cầu biến thái Không biết xấu hổ quá tệ Không thể chịu nổi Thạch bạch vô cầu đã chịu dừng tay Phò Khương mới thở phào nhẹ nhõm Hắn cũng không dám ở lại đây nữa Lật đặt tất thiểu Chạy ra khỏi phủ Tên thổ lô nhìn theo bóng lưng hắn chạy đi Nói với quy bất quy Ông già dạ, Cái tên nam không ra nam Nữ không ra nữ này Đến tìm cha làm người trung gian bắc cầu Gặp hai người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên thật sao Quy bất quy cười khà khả nói <laughs> ai mà biết được có phải hay không thì phải xem bản thân hắn người đánh thức lý quảng toàn dậy đi ông già ta có lời muốn nói với hắn sau khi đồn nửa bình trà lên mặt lý quảng toàn đánh thức hắn dậy lý Quảng già phải mất một lúc mới nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra lập tức khóc lóc kể lể với quý bất quý lão nhân ra ngài phải làm chủ cho ta Thiêu gia nhà các ngài không hỏi phải trái đúng sai Giờ tay là vả ngay một cái Vừa rồi ngài cũng tận mắt thấy rồi đây Ta chỉ ngăn cản một chút Mà hắn đã đánh ta bất tỉnh rồi Lê Quang Toàn vừa nói Vừa tiến lại gần quy bất quy Ông già vội vàng quát hắn Đừng yên ở đó Đừng nhúc nhích Nói chuyện là được rồi Động tay động chân làm gì Thằng bé bách vô cầu này vừa rồi có hơi lỗ mãng nhưng người cũng đừng để trong lòng thân phận của nó người cũng biết lao tổ tông nhà các ngươi nhìn thấy thằng gốc này không phải hành lễ dập đầu còn phải cung kính tôn xưng bệ hạ năm đó chỉ cần vừa gặp mặt tôn vô bệnh đã không nói hai lời trực tiếp dập đầu người có thể nhận một cái tát của nó không oan đâu nó đến đây ông già dừng một chút sau đó cười tùm tìm tiếp tục nói với lý quảng toàn quảng toàn à người cùng biệt là trong nhà sắp có hỷ sự phòng ốc cũng cần sửa sang lại chút ít phòng ngủ của ngươi phải đổi thành nhà sĩ thế này đi người ra ngoài phủ tìm một ngôi nhà ở tạm đợi khi nào nhà sĩ không dùng nữa sẽ sửa lại thành phòng ngủ cho ngươi nha yên tâm đi người vẫn là quản gia của ông già ta chỉ là không có việc gì thì đừng vào đây nếu có chuyện cần sai bảo ông già ta ắt sẽ phái người đi tìm ngươi đi làm Lý Quang Toàn trực tiếp ngây ra tại chỗ Vừa rồi người bị ăn tát là mình đúng chứ Sao nghe cứ như vừa rồi Mình cho thiêu ra ăn tát Sau đó lao ra không vui Muốn đuổi mình đi vậy Lý quản gia còn đang định biện giải mấy câu Đã bị bách vô cầu vô đã không ưa hắn kéo ra khỏi phủ đề Quy bất quy thở dài một hơi lẩm bẩm nói Ai à, Vô gì điện người cũng khá vừa mắt Nhưng không ngờ ngươi lại thích kiểu này Vẫn là đuổi đi sớm cho an toàn Ông già ta có thể mang tiếng ăn chơi cờ bạc cái gú Nhưng không chịu đổi tiếng xấu này Là bất tử Thì ra người vẫn để ý chuyện này hả Lúc này Nhọc nhầm tàm đã cười đến đau cả bụng Thằng nhóc tiếp tục nói với quý bất quý Là nơi người đi soi gương thử đi Lão đi có bị mù Cũng không có ý đồ với người đâu Nhưng nói đi cũng phải nói lại Họ phó vừa rồi điên thế nào Cũng không giống đàn ông Cháu trai à Nếu vừa rồi ngươi nhanh tay hơn một chút Thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi Chê Đó là do ngươi cho rằng hắn là đàn bà Muốn mượn tay ông đây Để điền cho rõ chứ rẻ Bạch vô cầu hiếm được một lần động não Tiếp tục nói Nằm mơ đê Nhờ đầu hắn thật sự là đàn bà Ông đây sẽ thành loại yêu quái gì chứ Nói thế nào Thì ông đây cũng đã làm yêu vương mấy năm truyền ra ngoài ông đây còn làm yêu kiểu gì được nữa Nghe thấy bách vô cầu vạch trần tâm tư của mình Nhọc nhầm tam không hề tỏ ra tức giận Ngược lại còn phá lên cười Đầu lúc này Lê Bộ thường thư đến cửa cầu kiến Nói hoàng đế nghe tin mấy vị lão thần tiên hồi kinh Đã ở trong cung đợi suốt buổi sáng Mà không thấy mấy vị lão thần tiên tới tìm mình Vô gì triệu hằng Vừa địch thần tìm đến bái phòng nhưng thiên tử không thể tùy tiện rời khỏi hoàng cung Chỉ có thể phái lễ bộ thượng thư tới đây Để hỏi thăm mấy vị lão thần tiên Về tình hình hôn sự Quy bất quy lại trì hoãn đến ngày Mông 6 của 3 tháng sau Sau khi thông nhất ngày giờ Và chi tiết với lễ bộ thượng thư Thì sắc trời cũng đã tối Thượng thư đại nhân lo lắng hoàng đế Chờ suốt ruột Nên vội vàng hồi cung Giao trì với bệ hạ Quy bất quy đích thân Tiến thượng thư đại nhân ra ngoài cổng Mới phát hiện Lý Quảng Toàn đến giờ Vẫn không hiểu sao Mình bị đuổi lúc này Vẫn đang làng vàng quanh cổng Nhìn thấy quý bất quy đi ra Hắn vội vàng tiến lên Làm lấy canh tay ông già nói Lão nhân ra Xin hãy nghe ta giải thích Là sao ta không dám Mang thiêu ra nhà ngài nữa Quảng Toàn Người buông tay ra trước đã Giữa đường giữa chợ Lôi lôi keo keo thế này Thì ra cây dây Quý bất quý không tiện dùng thuật pháp Hân lý quảng toàn đi Chỉ có thể thấp giọng khuyên hắn buông mình ra Bốn người nhà bọn ta Người cũng thấy rồi đấy Bọn ta không giống ngươi Ngươi ở phủ bọn ta lâu ngày Người ngoài lại cho rằng ông già ta Cũng thích cái kiểu như ngươi đấy Người buông tay ra Còn không buông là ông già ta gọi xét đánh ngươi đấy Lâu này Lê Quảng Toàn mới hiểu ra Chuyện là thế nào Hắn đỏ mặt giải thích với Quy Bất Quy rằng Chuyện không phải như ông già nghĩ chỉ là mình cảm thấy phó khương Nam thân nữ tướng Nên phá lệ để mắt mà thôi Ngay lúc này Phía sau Lý quang Toàn truyền đến Một tiếng quát lớn Buông tay Hoặc còn người muốn làm gì cha ta hả Còn không buông ra Là lão trình ta Sẽ đưa người xuống nhập luân hồi ngay bây giờ đấy Lý quang Toàn quay đầu lại nhìn Thì thấy vị âm ti trình rào kim Đã đứng ngay sau lưng Xuất hiện cùng với hắn Còn có bốn năm âm ti và mấy chục quỷ sai đang nhai nanh múa vuốt. Lê Quảng Toàn có bản lĩnh khống chế yêu quái, nhưng lại sợ nhất là quỷ vật, lập tức sợ rút bắn người, buông tay thả quỷ bất quy ra. Còn dám gây ồn ào là là đưa bọn chúng sẽ dâng người xuống địa ngục, ném vào chảo dầu đấy. Trình Giảo Kim mắng một câu, rồi dân theo bốn âm tì phía sau, cùng hành lễ với quỷ bất quy. Sau đó cười hì hì nói <laughs> bọn họ đều là bạn bè của con trai ở dưới kia Chỉ mấy ngày nữa là lão trình ta đi đầu thai rồi Nếu lao nhân ra ngài còn có việc gì đại loại như kiểm tra sổ sinh tử Thì cơ sai bọn họ đi làm Đều là anh em của con trai Chả cứ xem bọn họ như con trai mà dùng Nào Cả người cùng theo lão trình ta gọi cha đi Ra mặt của bốn âm tin này Cũng không mỏng hơn lão trình là mấy đều đồng thanh nhận quy bất quy là cha nuôi của mình. Gặp lại trình rào kim, trong lòng quy bất quy có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ông già cởi nói với gã. Về nhà nói chuyện, rào kim con trai ta, làm kho người sắp đi đầu thai rồi mà còn nhớ đến ông già này. Lo sau này ông già ta có việc cần giao tiếp với địa phủ. Mới tiên cử mấy âm ti tới đây. Được rồi, hôm nay ông già ta sẽ nhận thêm vài đứa con trai nữa. Bọn chúng có thể nhận cha làm cha nuôi Cũng là phúc khí tu được suốt mấy đời đấy Lão Trình cười ha ha Rồi nói tiếp Lần này Lão Trình ta đến đây Ngoài việc cáo biệt cha và mọi người lần cuối Tiên cử mấy vị huynh đại ra Thì chuyện lần trước cha giao cho Đã cha ra được rồi Đúng là có người tên Yến Hội Nơi chôn cất hắn Con trai cũng đã điều tra ra rồi Trong khi nói Lão Trình lôi từ trong ngực ra một cuộn thẻ tre Đưa cho quý bất quý rồi nói tiếp Yên hỏi Được chôn cất ở nơi này Thẻ tre này là bản sao của sổ sinh tử Làm nhân ra ngài sau khi đọc xong Nhất định phải tiêu hủy nó Một khi để lộ ra diêm quân sẽ đoán được là Do con trai làm đấy Trình giáo kim sắp đi luân hồi chuyển thế Mà còn dám trộm bản sao của sổ sinh tử Nếu điều bị Diêm quân tra ra được cho dù có truyền thế luân hồi câu xe phái âm ti quỷ sai đi rút hồn phách gã ra am giải xuống địa phủ chịu thẩm vấn ông già ta đọc xong nhất định sẽ thiêu hủy ngay sẽ không gây phiền toái cho rào kim ngươi Quỷ bất quy vừa đi vừa nói lúc này đã đến trung đường ông già nói với trình rào kim vừa mới ngồi xuống Vô gì rào kim ngươi sắp đi đầu thai theo lý mà nói ông già ta không nên làm phiền ngươi nữa nhưng trước mắt Có một việc vẫn cần ngươi Và bốn người anh em của ngươi giúp đỡ Cả người đều biết đồng thích chấn Ông giả ta muốn biết hắn Đã chết hay chưa Cả người đều là âm ti quỷ sai Nhất định sẽ biết chuyện này Nghe thấy cái tên đồng thích chấn Bốn vị âm ti đi cùng trình rào kim vào đây Đồng thời cao mày Như thể cái tên này đã trở thành điều cấm kỵ dưới địa phủ Còn trình Giáo kim vẫn thản nhiên cười một tiếng đối với quy bất quy Chà Nam đó đồng thích trấn ở dưới địa phủ Cũng rất nổi tiếng Nếu khi ấy hắn lợi dụng sự yêu ái của Diêm Quân Đã tự mình bóp méo sổ sinh tử Còn len lút mang sổ sinh tử của mình ra khỏi địa phủ Bây giờ cho dù người này đã chết Thì cũng không còn thuộc kiểm soát của địa phủ nữa Đó đến đây Một âm tì thấp béo ở phía sau trình rào kim Cũng góp lời Làm nhân ra Lúc đó đồng thích chấn còn dẫn đi trăm vạn âm binh Nên giờ nhắc lại chuyện này riêng quân vẫn còn nghiến răng kèn kẹt, kẹt Nhưng không có sinh từ sổ Bọn ta cũng không thể làm gì hắn quy bất Quỷ bất quy cười một tiếng Đang định nói tiếp Thì đột nhiên Ngài thấy tiếng làn đưa chuồng vỡ của bách vô cầu ở phía sau Em trai ngốc Người đến thăm ca ca này sao bốn đưa phía sau người làm gì thế Ngài nói trình giáo kim tới đây Bách vô cầu vui mừng chạy từ trong hậu đường ra lao trình nhìn thấy hắn Thì vội vàng đứng dậy Nói với bốn vị âm tí ở sau lưng Đại trinh là đại ca bách vô cầu của chúng ta Đại ca trước đây Từng làm yêu vương Hắn là đại ca của đại ca các ngươi Công tức là đại ca của các ngươi Nào Các ngươi gọi một tiếng đại ca đi Bốn vị âm tin này Vốn không có ô dù gì trong địa phủ Bị danh tiếng khi còn sống của trình giáo kim thu hút đến mà nương nhờ vào vì hôn thế ma vương này không ngờ mới làm đàn em của trình Giảo kim được hai năm thì gà đã sắp sửa đi đầu thai trình Giảo kim nhìn ra đàn em của mình không nắm chắc ngày tháng sau này nên trước khi đầu thai đã đưa họ đến nương nhờ ngô miễn và quy bất quy như vậy thì bọn họ cũng xem như có chỗ dựa mà cho dù mình không còn nữa nếu ông già muốn nghe ngóng tin tức của địa phủ có bọn họ giúp đỡ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều Thấy bốn vị âm ty đã hành lễ Quỷ bất quỳ và bách vô cầu Trình rào kim lại bật cười ha ha Tiếp đó chỉ vào bốn âm ty và nói Bây giờ ai nấy Đều là người một nhà rồi Để lão trình ta giới thiệu Mấy người anh em này Vị cao lớn này tên là tỉnh nhiên Lúc còn sống là bổ khoái Của phủ tế nam riêng quần nhìn trung năng lực của hắn Để mới cất nhắc lên làm âm ty Người mầm luôn bên cạnh tên là giả lộ khi còn sống là một thương nhân buôn muối khi đó còn buôn muối lậu xông vào đồng muối của hắn lao giả một mình giết chết bảy con buôn muối lậu người cao gầy bên kia tên là đinh tam lang sinh thời là một thợ săn khi còn sống một mình một cung ban chết năm con mãnh hổ đến giờ ở quê hắn vẫn còn truyền thuyết anh hùng đinh tam lang đánh hổ vị cuối cùng tên là thôi cổ sinh thời là một phương sĩ Năm đó còn từng bị liệt vào sát lệnh Của đại phương sư tử phúc Nhân vật như vậy riêng quân quyết định Giữ làm âm ti tì. Tình nhiên Giả lộ Và đinh tam lang thì thôi không nói Nhưng vừa nghe thấy tên thôi cổ Quỷ bất quý đã cười khà khà Nói với âm ti nọ Ha <laughs> đã xuất thân phương sĩ Bè con người chắc chắn biết ông già ta nhỉ Được rồi anh em của giảo kim đương nhiên cũng là con của ta sau này nếu ở ngoài biển người ta ức hiếp cứ đến tìm ông già ta báo thù cho các ngươi cho dù là riêng quân bắt nạt các ngươi cứ nói người cha này nhất định sẽ giết vào trong địa phủ tìm hắn phân xử danh tiếng của ngô miễn và quy bất quy đối với âm ti quỷ sai trong địa phủ chẳng khác nào sớm đánh bên tai có thể tìm được đại nhân vật như vậy làm chỗ dựa cho mình sau này bốn anh em bọn họ trên cơ bản là có thể tung hoành trong địa phủ thế là bốn âm ty đều bày tỏ lòng trung thành với quy bất quy và bách vô cầu chỉ cần cha và đại ca ra lệnh ngoài trừ việc âm ty làm phản bọn họ không dám làm thì không có gì mà bốn người không làm được Đồng lúc này giọng nói của ngô miễn ở phía sau quy bất quy vang lên nói vào chuyện chính đi trình rào kim thời gian của người không còn nhiều nữa đừng lãng phí ở đây Cùng với tiếng nói Nằm nhân tóc bạc cũng bước ra từ hậu đường Đúng là ông trẻ yêu quý của lão trình ta Chuyện gì cũng không giấu được Lão nhân ra ngài Trình rào kim cười một tiếng Rồi tiếp tục nói với quý bất quý cha Lão trình ta lần này đến đây Là để nói lời từ biệt sau cuối Vô gì vẫn còn vài hôm nữa Mới đến ngày ta đi đầu thai nhưng hôm qua có một âm ty chuẩn bị đi đầu thai xảy ra chuyện trong lúc bị bắt một con ác quỷ có đạo hạnh đã bất cẩn bị ác quỷ làm cho hồn phi phách tán vị trí đi đầu thai bị trống này liền rơi vào đầu lão trình ta trước lúc bình minh lão trình ta phải đi rồi kiếp sau gặp lại cũng chưa chắc có thể nhận ra mọi người trong khi nói hai mắt lão trình đã đỏ lên Trình dào Kim cười ha ha Cố gắng chừng mắt để ngăn nước mắt lại Rồi ca lại nói với Bách Vô Cầu Đại ca Lần trước lão trình ta rời khỏi thế gian Cứ tưởng hai anh em chúng ta Sẽ không bao giờ gặp lại nữa Ai ngờ ông trời nề tình Vẫn cho chúng ta gặp nhau thêm mấy lần Nhưng lần này Thằng em thật sự phải đi rồi Lần này không lừa đại ca nữa Chu Tam của ta đâu rồi Nhà sân bọn ta ở đây Lúc này Nhọc nhậm tam lau nước mắt Chui ra từ dây chân bách vô cầu Lần trước nhìn thấy trình rào kim Đã trở thành âm ti Trong lòng thằng nhóc vẫn có ảo giác Phải rất lâu nữa gà mới có thể đi đầu thai Không ngờ bây đó Đã phải nói lời chia tay sau cuối May mà trước đây Đã từng trải qua một lần như vậy Mấy người và yêu tuy buồn Để cũng không đau lòng như lần trước Quy bất quy vẫn còn muốn hỏi thăm lão trình đầu thai ở đâu Ngày sau gặp lại Cũng dễ bề chăm sóc Thế nhưng lần này Trình giáo kim thật sự có ý định kết thúc Lão trình không chịu tiết lộ Mà chỉ nói Cha à Từ kiếp trước đến giờ Vẫn luôn là cha chiêu cố lão trình Cuộc đời này cuối cùng cũng kết thúc Kiếp sau lão trình Vẫn nên tự mình làm chủ thị hơn Dù tốt hay xấu Cũng chỉ là chuyện giam ba chục năm mà thôi nói chung cũng có thứ để mong đợi nghe trình giảo kim có ý định tự mình làm chủ không để quy bất quy giúp đỡ ông già hiểu được suy nghĩ của gã nên cũng không nói thêm gì vừa còn muốn để lại dấu ấn lên người lão trình nhưng nhìn thái độ này của trình giảo kim ông già cũng đành thôi nói xong mấy câu thôi cổ đi đến bên cạnh trình giảo kim nói với gã Tứ gia đã đến lúc rồi trước khi đầu thai Ngài còn phải đến chỗ Diêm quân bệ hạ Bàn giao lại chức âm ti Còn không đi là sẽ muộn giờ mất Trình giao kim ngẳng đầu Nhìn trăng sáng Sau đó nói với ngô miễn quy bất quy Và hai con yêu quái Nhưng lời nên nói Lao trình ta đã nói từ lúc tắt thở rồi Lần này chỉ là Đến thăm mọi người thôi Giờ ta có thể yên tâm đi đầu thai rồi Nói dứt câu Trình giao kim quy xuống đất trịnh trọng hành đại lễ với ngô miễn Quy bất quy và hai con yêu quái Sau xuôi đứng dậy gã lại cười ha ha nói <laughs> lão trình ta đi đây lời còn chưa dứt người đã biến mất ngay tại chỗ trình lão tứ bà nó chứ người cứ thế mà đi sao quá xuề xòa cũng không dặn dò đại ca ngươi đây mấy câu cũng không hỏi xem ông đây có phải lòng nữ yêu nào không à còn định sinh một tiểu yêu quái nào không hả Ông đây có định quay về cướp ghế yêu vương Ngồi mấy hôm nay không hả à? Người cứ thế mà đi sao Uổng công ông đây Nhận ngươi làm anh em Thế lần này Thật sự phải chia tay trình rào kim Bạch vô cầu vừa khóc vừa mắng Đại ca Trình lao đại đi rồi Vẫn còn mấy người bọn ta Bởi vì âm ty tì, tình nhiên Giả lộ Đinh Tam Lang và thôi cổ đi tới Bắt đầu an ủi bách vô cầu Quỳ bất quỳ cũng chỉ biết thở dài Mở thẻ tre mà trình giáo kim vừa đưa cho mình ra xem Sau khi đọc xong nội dung viết trên đó Thẻ tre đột nhiên hiện tia lửa Chờ ăn một cái Quần thẻ tre cũ kỹ đã bị lửa tiêu thành cho tàn Lâu này Điền ra quỳ bất quỳ có chuyện muốn bàn bạc với ngô miễn Tình nhiên lên tiếng Đó với trà nuôi mới nhận của mình Làm nhân ra Bây giờ trình đại ca đã quay về bàn giao Vị trí của đại ca đang để trống Sợ là riêng quân sẽ triệu tập Bốn anh em bọn ta về Nếu ngài không có chuyện gì sai bảo Bốn người bọn ta xin phép về trước Xem thế nào Nếu cho ngài có việc gì cần sai phái Thì cứ tìm một con quỷ Bảo nó đến tìm một trong bốn anh em bọn ta là được Nhắn đủ xong Ông giả cung khách khí vài câu với bốn âm ti Sau đó bốn người hành lễ với ngô miễn Và quy bất quy rồi biến mất giống như chỉnh rào kim quay trở về địa phủ sau khi bốn âm ty đã đi khỏi quỷ bật quỷ liếc nhìn ngô miễn một cái rồi nói có chuyện này chúng ta cần bạc bản một chút ông già ta vốn tưởng yến hồi và tụ linh thạch đều là nhân vật và thiên tài địa bảo do thần thoại bịa ra giờ xem ra có lẽ thật sự có tụ linh thạch này nhưng trước đây ông già ta vẫn luôn chuẩn bị theo hướng không có đường lui chỉ có thể để ngươi xoa dịu hồn phách của nữu Nhi Bây giờ dường như Còn có con đường thứ hai Người thật sự muốn đi con đường thứ hai này chứ Ông già Ông có thể đi không chết cuộc đời của người khác Đừng kiểm soát ta Ngồi bên liếc nhìn quy bất quy Sau đó lại nói Dưới chân núi tường vân Nội dung ông nhìn thấy Ta cũng đọc được rồi Nói xong Nằm nền tóc bạc quay người rời khỏi trung đường quý bất quy cười kha kha đi theo bóng giang ngô miễn lẩm bẩm nói ông già ta hối hận rồi nói gì mà ba tháng sau thực ra hôm nay chính là ngày tốt thật đáng tiếc Lâu này bách vô cầu và nhóc nhậm tam cũng đi tới hai đứa nó còn chưa kịp nói gì thì ông già đã lên tiếng trước chuẩn bị đi Chúng ta lại phải đi xa nhà một chuyến rồi hết chương thứ hai trăm bảy mươi kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay khổ thân níu nhi nhỉ thì cưới con nhà người ta đi <laughs> thì lại để con nhà người ta chờ thêm trăm ngày nữa thằng hải